mà bây giờ hỏi Hương tại sao Hương không có biết. Nhưng mà thật sự cái điều đó nó xảy ra với Hương. Những điều cần biết về ăn chay. Những người ăn chay có nguy cơ thiếu hụt vitamin B12, sắt, canxi và kẽm cao hơn do các vi chất này thường có trong các thực phẩm có nguồn gốc động vật. Để bổ sung vitamin B12, người ăn chay có thể lấy từ men bia, sữa đậu nành, đậu hũ. Sắt có trong ngũ cốc, rau xanh và các loại hạt. Canxi có trong sữa, sữa đậu nành, bánh mì, cam và quả mơ. Kẽm có trong các loại ngũ cốc, củ cải trắng. Không sử dụng quá nhiều chất béo khi chế biến. Chế biến nhanh tay để giữ lại được các vitamin trong thực phẩm. Ăn nhiều món cho mỗi bữa. Hạn chế ăn vặt vì bánh kẹo, các loại snack vẫn có thể làm bạn tăng cân. Nên hỏi ý kiến bác sĩ dinh dưỡng trước khi có quyết định ăn chay trường. Đặc biệt đối với những người phụ nữ mang thai, có ý định sinh con, người ốm và mắc một số bệnh như tiểu đường, bệnh tim, bệnh gan, v.v. Từ đầu cuộc trò chuyện cho tới bây giờ, Vân quan sát chị rất là kỹ. Vân cảm thấy là đúng như những gì mà chị Hương đã nói với Vân từ đầu, rằng từ khi mà chuyển sang cái chế độ ăn chay trường á, thì con người của chị Hồ Quỳnh Hương đã thay đổi. Vân còn được biết là chị còn có cái này gọi là bí quyết thì cũng không biết có phải hay không. Nhưng mà chị đã tìm đến với dịch cân kinh. Và khi mà chị tìm đến được rồi thì chị cảm thấy có một sự thay đổi lớn trong tâm hồn mình chứ? Không phải là như vậy. Tại vì á, biết sao cái dịch cân kinh á, là nó có vài động tác thôi, mà là của ngài Đạt Ma Sư Tổ á, thì trước đây là ngài cũng là ngồi thiền ở trong một cái hang động. Và ngài ngồi rất là lâu, thì khi mà cái cơ thể của ngài á, nó mỏi hay như thế nào đó, vị Phật này đã nghĩ ra một cái động tác á, để mà cho cái cơ thể máu huyết lưu thông và có thể là tăng cái năng lượng cho cái con người. Và ngài đã viết lên trên cái hang á, vẽ lại, tức là để lại trên những cái hang động đó và truyền lại cho đời sau. Và sau này á, là cái môn phái Võ Thiếu Lâm đó, họ cũng dựa vào đó để họ tạo ra một cái môn phái của họ đó. Thì Hương cũng vô tình thôi, tại vì khi mà mình ngồi thiền nhiều thì đôi khi cái lưng mình nó cũng mỏi mỏi. Thì bắt đầu là có vài người nói với Hương là coi cái đó và giới thiệu cho Hương cái đó. Thì Hương thấy là khi mà Hương tập rất là hiệu quả. Nhưng mà nói cho Vân biết là nếu như Vân có thời gian thì Vân nên tìm hiểu. Tại vì ngoài ra đó, Hương thấy là chỉ có vài động tác, tức là khi mà Hương tập nó chỉ có tổng cộng là 8 động tác thôi. Nhưng mà thật sự nó rất là hiệu quả đó Vân à. Như ngày xưa là Hương ra những cái phòng tập, Hương tập rất là nhiều, nhưng mà mình bị, tức là cũng làm cho mình nhỏ đi này, hoặc là cái săn lại đúng không? Nhưng mà nó hơi mệt, mình phải bỏ nhiều. Bị mất sức. Đúng rồi, mất sức. Nhưng mà rõ ràng là khi mà Hương tập như này thì không quá 20 phút. 8 động tác nó rất là đơn giản. Nhưng mà rõ ràng là khi mà mình tập xong thì mình đã thấy cái cơ bụng của mình đó, nó cứng lại liền đó. Cái này chắc là phải hỏi chị Hồ Quỳnh Hương để chị biết, bởi vì Vân đang cần điều đó. Cái này là thật sự. Không phải là hay là tại hay là Hương cảm nhận thì Hương không có biết. Nhưng mà nó làm cho cái con người của mình nó rất là dẻo dai. Và trước khi khép lại cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì Vân xin được hỏi một chút xíu về công việc của chị Hồ Quỳnh Hương. Thời gian vừa qua thì Vân biết là cái buổi biểu diễn báo cáo tốt nghiệp của chị Hồ Quỳnh Hương có thể nói là gây được cái tiếng vang rất là lớn trong cộng đồng mạng. Rất là nhiều bạn và nhiều khán giả đã phải nói là dành những cái mỹ từ rất là tuyệt vời để miêu tả về buổi biểu diễn ấy. Thì một thời gian gần nhất, một thời gian sắp tới thì chị Hồ Quỳnh Hương có một kế hoạch nào đó đặc biệt mà chị có thể chia sẻ bật mí ngay bây giờ với khán giả đang xem chương trình của chúng ta không? Là Hương cũng không nghĩ là giờ mà mình thi đại học mà vẫn có những cái người quan tâm đến mình. Khi mà tốt nghiệp được cái đại học thì Hương lại khám phá ra rằng là cái khả năng ca hát của mình sẽ không dừng lại. Nếu như mình có sự rèn luyện thêm thì mình sẽ còn hưng phấn hơn với giọng hát của mình nữa rất là nhiều. Trong tháng 7 này đó thì có một ngày rất là đặc biệt đối với Hương, là Hương phát hành album Tĩnh Lặng, giống với con người Hương, Tĩnh Lặng. Album này thì Hương hứa với khán giả lâu rồi, nhưng mà tới giờ thì Hương đã thực hiện được. Sau 2 năm mà Hương nghỉ thì Hương thấy mọi người vẫn cứ nhớ và vẫn fan thì vẫn cứ chờ đợi Hương, vẫn giục Hương, cho nên là Hương phải làm trọn cái trách nhiệm của mình, một lời hứa. Và điều thứ hai nữa là có một cái album mà sau cái cuộc thi đại học đó thì thầy hiệu trưởng trường của Hương và cô Hà Thủy là cô giáo của Hương, thì thầy cô đang biên tập cho Hương một cái đĩa hát cái nhạc cổ điển. Hy vọng rằng là với những gì mà chị đã chuẩn bị riêng cho con người mình, đó là sự điềm tĩnh, là sự nỗ lực, là sự quyết tâm,
và cả một tinh thần lạc quan yêu đời nữa. Cộng thêm đó là một bí quyết ăn chay rất là hiệu quả mà chị đã phát hiện dành cho riêng bản thân mình, thì chị có thể làm tất cả những điều mà chị muốn. Cảm ơn Thanh Vân rất là nhiều. Hương thực sự rất hạnh phúc vì ngày hôm nay được trò chuyện và chia sẻ với chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Chị Hồ Quỳnh Hương ơi, vậy thì trước khi chúng ta khép lại cuộc trò chuyện ngày hôm nay, Vân hy vọng là bên cạnh bí quyết về việc ăn chay, về việc thư thả trong tâm hồn để chúng ta có được một cuộc sống bình lặng hơn, thì chị Hồ Quỳnh Hương cũng sẽ mang đến một món quà đặc biệt hơn nữa. Hương muốn hát tặng cho chương trình một bài có được không? Okay. Ủa, tại sao lại không được? Đương nhiên là tất cả những khán giả của chương trình đang rất mong chờ điều tại đó. Tại vì thời gian qua Hương ít hát quá. Giờ Hương muốn gửi tới khán giả của chương trình một bài hát là Hallelujah. Và cái bài này là do chính Hương viết lời Việt cho bài hát này. Nó cũng xuất phát từ cái tâm hồn của Hương, là như một cái lời cầu nguyện để cho cái tình yêu thương của con người ở thế gian này nó sẽ đến gần với nhau hơn. Và nếu như khi có tình yêu thương đó thì nơi đây sẽ chính là thiên đàng, chứ không ở đâu xa cả.